Little Heroes, Inventors Who Changed the World. Kai Loon. Little Kai liked watching wasps make their delicate nests from strips of bamboo. In AD 105, Kai gathered tiny pieces of bark, old rags, and fishing nets. He mixed them together, pressed the mixture flat, and dipped it in water. When the sheet dried, presto! Kai had invented the first piece of paper. Johannes Gutenberg. Like a new star, it shall scatter the darkness of ignorance and cause a light heretofore unknown to shine amongst men. Little Johannes lived at a time when hardly anyone had books because it took too long to write out copies by hand. Around 1439, Johannes sent metal letters down in a block. Adding ink and paper, Johannes created the first printing press. He could print thousands of pages in no time. Ideas started spreading around the globe. Leonardo da Vinci. Learning never exhausts the mind. Little Leonardo was curious about everything. He watched, he measured, he wrote, he wondered. He drew plans for machines that became real hundreds of years later, like a submarine, bicycle, and helicopter. With his greatest tool, a paintbrush, Leonardo invented ways to paint that made him the most famous artist in the world. Thomas Edison. Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. Little Thomas was always reading and asking questions. One question was, why must I use dirty, smelly gas lamps to light my home at night? He began to tinker with light bulbs. In 1879, after hundreds of failed attempts, he finally found a way to keep one lit. Now people all over the world use electricity to see in the dark. Hi guys! Xin chào tất cả các con. Cô Hải lại quay trở lại với chúng ta trong phần hướng dẫn Story Time tháng 8 lần này. Và chủ đề của câu chuyện tháng 8 lần này của chúng ta nói về những nhà phát minh khi họ còn nhỏ và quá trình họ đã tạo nên những cái phát minh vô cùng vĩ đại cho loài người đấy. Ok, các bạn hãy cùng nhìn topic và đọc với cô một số từ mới nhé. Little Heroes. Những nhà anh hùng nhỏ. Inventors. Các nhà phát minh. Who changed the world. Những người đã thay đổi cả thế giới. Ok, chúng ta cùng đến với nhà phát minh đầu tiên nhé. Đó là một nhà phát minh đến từ Trung Quốc đấy các bạn ạ. Các con có biết tên của ông ấy không? His name is Kai Loon. Kai Loon. Và Kai Loon chính là người Trung Quốc đầu tiên đã tạo ra giấy. Đây các con ạ.
Còn quá trình tạo da dày thế nào, các bạn hãy xem story time và cùng tìm hiểu với cô nhé. Sau đây cô sẽ giới thiệu với các bạn một số từ mới để các bạn hiểu thêm. The first one, gather. Đọc lại cùng cô nào. Gather. Gather có nghĩa là gom lại hoặc tụ tập cái gì đó lại với nhau. Gather. Từ tiếp theo, dip something in water. Dip something in water. Ngâm hoặc là dìm cái gì đó vào trong nước. Dip something in water. Okay, the next one. Invent is a verb. Đây là một động từ chúng ta sẽ gặp rất nhiều trong phần story time lần này. Invent là động từ có nghĩa là sáng chế hoặc là sáng tạo ra cái gì đó. Và chúng ta biết danh từ chỉ người của từ invent rồi đúng không nào? Inventors, các nhà sáng chế. Đọc lại với cô nhé. Invent. Từ cuối cùng, the mixture flat. The mixture flat. Đây là một cụm danh từ có nghĩa là cái hỗn hợp này rất là mềm và mịn. Một cái hỗn hợp mềm và mịn. The mixture flat. Ok, chúng ta cùng đến với nhà sáng chế số 2 nhé. Go to the second inventor. Do you know him? His name is Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg. Và nhà phát minh này chính là người đã tạo ra chiếc máy in đầu tiên trên thế giới đấy các con ạ. Và ông đã ví chiếc máy in đầu tiên trên thế giới như thế này. Like a new star, it shall scatter the darkness of ignorance and cause the light hitherto first unknown to shine among men. Đọc lại với cô nhé, cô sẽ đọc chậm hơn. Like a new star, it shall scatter the darkness of ignorance and cause the light heretofore unknown to shine amongst men. Ông ví chiếc máy in mình tạo ra giống như một ngôi sao mới và xua tan đi tất cả mọi bóng tối của sự vô tri các con ạ. Tạo ra một thứ ánh sáng trước đây chưa từng được biết đến và sẽ thắp sáng cho tất cả loài người. Ok, chúng ta cùng đến với một số từ mới trong phần giới thiệu về sáng chế của Johannes Gutenberg nhé. The first one, heartily. Đây là một trạng từ heartily, tức là một cách rất là chăm chỉ hoặc là một cách vô cùng vất vả. Chúng ta sẽ dựa vào tình huống để dịch nhé. Đọc lại với cô nào. Heartily. The next one, copy by hand. Copy by hand. Đây là một cụm động từ có nghĩa là chép lại cái gì đó, ghi chép lại cái gì đó bằng tay. Vì ngày xưa không hề có máy in, trước khi Johannes Gutenberg sáng chế ra thì mọi người tất cả đều phải copy lại, viết lại những tài liệu họ đã có từ trước đó bằng tay. Sách ngày xưa của các ông cha mình cũng vậy, đều được tất cả mọi người viết lại bằng tay cả, sao chép lại bằng tay đấy các con ạ. Đọc lại với cô nhé. Copy by hand. Okay, the next. Metal letter. Chú ý cho cô nhé, từ này các bạn rất hay đọc sai. Metal letter. Metal là thuộc về kim loại và letter là bức thư. Okay, vậy thì metal letter chúng ta sẽ dịch là bức thư được làm ra từ kim loại, chẳng hạn như một cái miếng sắt hoặc là một cái miếng nhôm và người ta sẽ khắc chữ lên đó và tạo thành một bức thư. Metal letters. Ok, ta có từ metal là một tính từ nhá, thuộc về kim loại. And the last one, start spreading. Start spreading. Đây là một cụm danh từ có nghĩa là bắt đầu lan truyền, bắt đầu lan rộng ra. Ok, khi mà chiếc máy in đầu tiên được tạo ra thì cái phát minh đó bắt đầu được lan truyền ra rất nhiều và nó tạo ra rất nhiều lợi ích cho chúng ta sau này. Cùng đọc lại bốn từ vựng với cô nào. Heartily, copy by hand, metal letter, and start spreading. Good job. Ok, chúng ta cùng đến với nhà sáng chế thứ ba nhé. Do you know who it is? Yes, you know him. It's Leonardo da Vinci.
Các bạn nghe lại tên nhé. Tên của ông hơi khó đọc một chút này. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Và ông có một câu nói rất nổi tiếng đấy. Learning never exhausts the mind. Việc học không bao giờ làm cho trí tuệ của chúng ta kiệt sức cả. Đọc lại với cô nhé. Learning never exhausts the mind. Chúng ta cùng đến với một số từ mới trong bài giới thiệu về Leonardo da Vinci nhé. The first one, curious. Đây là một tính từ chỉ tính cách của một con người đấy. Curious là rất tò mò về cái gì đó. Thường các nhà khoa học luôn có cái tính này, đó là tò mò về mọi thứ xung quanh và luôn luôn đặt ra câu hỏi cho chúng. Đọc lại với cô nhé. Curious. Tiếp theo nào. Major. Đây là một động từ. Major. Chú ý cho cô. Major. Đây là động từ có nghĩa là đo lường. Đo lường cái gì đó. Major. Okay, the next one. Submarine. You know this. It's a vehicle. Đây là một phương tiện giao thông đấy. Submarine. Tàu ngầm. Submarine. Tàu ngầm. Ok, từ tiếp theo nhé. Tool. Tool. Có nghĩa là công cụ. Đọc lại cả bốn từ cùng cô nào. Curious. Major. Submarine. And tool. Ok, chúng ta sắp đến với nhà phát minh cuối cùng rồi. Thử đoán xem là ai nào. Let's go. It's Thomas Edison. Thomas Edison. Rất nổi tiếng đúng không? Và cô chắc chắn rằng gần như tất cả mọi người đều biết tới ông. Đây là người đã tạo ra chiếc bóng đèn đầu tiên trên thế giới và mang lại ánh sáng cho toàn nhân loại đấy. Đọc lại tên ông với cô nhé. Thomas Edison. Okay. He has a great slogan. Ông có một câu nói rất hay. Các bạn cùng đọc với cô nhé. Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to success is always to try just one more time. Câu này tạm dịch là cái điểm yếu lớn nhất của chúng ta nó nằm ở việc là hay từ bỏ khi làm một vài lần. Okay. Hay từ bỏ. Và cái cách chắc chắn nhất dẫn đến thành công đó là luôn luôn hãy thử cố gắng làm thêm một lần nữa. Làm đi làm lại. Và các con có biết rằng là để có thể sáng chế ra một chiếc bóng đèn, Thomas Edison đã phải làm bao nhiêu cuộc thí nghiệm không? Các con hãy thử lên Google tra và chia sẻ với cô nhé. Và cô sẽ tiết lộ một chút con số thí nghiệm của ông rất rất lớn đấy. Thể hiện một sự đức tính vô cùng kiên trì. Ok, chúng ta cùng đến với một số từ mới sẽ xuất hiện trong bài giới thiệu về Thomas Edison nhé. Từ đầu tiên, gas lamp. Gas lamp. Và cái thời của Thomas Edison thì chưa hề có điện, đúng không các con? Có điện rồi nhưng mà vẫn chưa được phát hiện ra và cũng không hề có bóng đèn điện. Và người ta thường dùng cái loại đèn là gas lamp hay còn gọi là đèn dầu, đèn khí ga. Thường cái đèn này thì nó ánh sáng nó không được tốt và nó sẽ tạo ra cái mùi rất là hôi và tạo ra những cái khói đen gây rất là xấu và không có tính thẩm mỹ. Đọc lại với cô nhé. Gas lamp. Nhớ p bật âm cho cô nhé. Gas lamp. Ok, next word is hundreds of failed attempt. Cùng đọc lại với cô nhé. Hundreds of failed attempts. Đây là một cụm từ có nghĩa là hàng trăm thí nghiệm đã thất bại. Ông đã thí nghiệm rất nhiều. Hundreds of failed attempts. Hàng trăm nỗ lực đã bị thất bại, chưa hề thành công. Ok, đọc lại với cô nhé. Hundreds of failed attempts. And the next. Keep something lit. Keep something lit. Giữ cho cái gì đó được sáng lên. Và sau rất rất nhiều lần thí nghiệm thì cuối cùng một chiếc bóng đèn mà ông thí nghiệm đã giữ được ánh sáng và không bị tắt hoặc là không bị cháy đấy. Keep something lit. Giữ cái gì đó luôn ăn sáng. And the last one, electricity.
Các bạn chú ý cho cô nhé. Âm đầu tiên là âm E, đứng ai đọc là E. Electricity. Đuôi city. Ok, đọc lại với cô nào. Electricity. Từ này có nghĩa là điện đấy. Chắc chắn rồi, bóng đèn mà thiếu điện thì không thể sáng được đúng không? Cùng đọc lại bốn từ vựng với cô nhé. Gas lamp. Hundreds of failed attempts. Keep something lit. And electricity. Ok, phần giới thiệu của cô đến đây là hết rồi. Chúc các bạn sẽ có một bài quay video clip thật thành công nhé. Goodbye and see you soon.